Giới thiệu mọi người cái tủ đông Sanaki. Đấy. Công nghệ inverter. Đây. Dàn lèn bằng đồng tiết kiệm 5%, làm lèn siêu nhân và sâu, tăng 3 lần tuổi thọ sản phẩm. Đây, tổng quan. Đó. Mà cái tủ đông này nó dùng máy nén pa của hãng Panasonic này, công nghệ IMT biến tần này. Đây, cái máy con có máy nén này, công nghệ IMT này. Đó. Bảo hành là 24 tháng này. Đây, chiều dài đó. Nhà mình mới mua đây. Đây. Của nó là 800 lít, là 860 lít. Mà của nó là nhưng mà khi mình cho mã thêm sau đây, xem tổng quát trước đây. Thông số đây, model là VH8699HI3, điện áp 253, tần số công suất tiêu thụ là 180, dung tích thật là khoảng 760 thôi. Để mà ghi ngoài là 860 mà đây dung tích nên có 8700 là. Đây kích thước 2013 846900, mặt điện, mã sản phẩm. Đây động cơ đồng đây. Nhớ rồi. Đây. Tủ này là tủ một ngăn nha, hai cánh. Đây. Cánh này. Hai cánh này. Đây. Có một ngăn nữa. Đó lên này. Đó. Tủ này thao một đứng bảo quản thực phẩm bao nhiêu cũng kệ. Mới chạy cho anh chạy chạy đâu ra đây. Đó. Mệt chưa không? Không Sanaki.